Vietjet Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Vựa Shop Vietjet Radio. Và video hôm nay có một sản phẩm rất hay giới thiệu tới quý vị và bạn, chiếc đầu CD Đờ Nông với model là DCD 1650GL. Và đây là một trong những chiếc đầu CD mà có mức giá trên thị trường hiện tại khoảng 10 đến 11 triệu đồng cho một sản phẩm keng đẹp nguyên bản. Tuy nhiên sản phẩm này mức giá lại chỉ nhỉnh hơn 1/2 mức giá hàng bãi thôi. Tức là mức giá em này rất là tốt. Tại lý do vì sao em nó lại có mức giá tốt như vậy, bởi đây là một sản phẩm khách hàng giao lưu và nâng cấp tại Vietjet Radio. Và em cũng trả lời luôn rất nhiều câu hỏi anh em hỏi là sản phẩm khách hàng nâng cấp, thì em sẽ báo rõ cho quý vị và bạn về tình trạng cũng như là mức giá lại rất là tốt so với mức giá hàng bãi, để anh em có thể cân nhắc chơi hoặc là trải nghiệm và đảm bảo vẫn máy móc zin nguyên bản. Tuy nhiên hình thức những sản phẩm mà khách hàng đã sử dụng tại thị trường Việt Nam rồi thì nó sẽ bị xuống cấp một chút xíu. Tuy nhiên với mức giá đầu tư cho chiếc đầu như ngay trước mắt quý vị bạn, Đờ Nông 1650GL mà chỉ 6,5 triệu đồng thôi, có cả điều khiển từ xa đi kèm, thì em nghĩ là một mức giá hợp lý để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm. Hình thức của máy thì khá là ổn, mặt phay màu vàng chanh cũng tương đối đẹp và ở bề mặt thì đẹp. Tuy nhiên ở cạnh trên chúng ta sẽ có một vết chày như thế này. Em sẽ quay sát để quý vị và bạn quan sát này. Sẽ có một vết chày như thế này, và nếu quý vị và các bạn đặt vào trong tủ kệ thì sẽ không nhìn thấy đâu ạ. Tuy nhiên em vẫn quay chi tiết để quý vị và bạn quan sát. Phía ở trên nắp thì chúng ta sẽ có một vết xước cũng khá là dài ở đây. Và phía bên này nữa, một vết xước đây nữa. Một vết xước bên này đó. Phía sau thì đang còn khá là ổn áp, và rắc cắm thì do chủ trước cũng sử dụng khá nhiều nên đã bạc đi khá là nhiều. Tuy nhiên hậu máy vẫn đang còn đẹp, chưa hề han sủi hay là bị oxy hóa, khá là ổn. Chiếc máy thì đọc đĩa CD rất là tốt và cho chất lượng âm thanh cũng rất là ổn. Với mức giá đầu tư hơn 6 triệu đồng thôi, 6,5 triệu đồng, thì em nghĩ đây là một phương án đầu tư vào những bộ dàn cổ hay những bộ âm thanh bình dân mà mong muốn một chiếc đầu CD có chất lượng âm thanh ổn mà mức giá tốt chỉ vài triệu đồng, thì đây là một sự lựa chọn hợp lý để quý vị và bạn có thể cân nhắc và trải nghiệm. Sản phẩm này đang có sẵn hàng tại Vietjet Radio với mức giá em xin nhắc lại là 6,5 triệu đồng cho CD Đờ Nông 1650GL, hàng khách nâng cấp, và em vẫn cam kết máy móc zin bảo hành cho quý vị và các bạn yên tâm chơi và trải nghiệm. Vì vậy mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép cũng như giao lưu các sản phẩm Leo, kính mong quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tấm biển hoặc trực tiếp qua Vietjet Radio Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.